Hello, mình là Tiến từ The Gaming đây. Trong video này thì mình sẽ tiến hành quy bố chuyển sinh về thế giới Pokemon cùng thằng bạn thân Kuro MC và diễn biến sẽ như thế nào trong 100 ngày Bisamon. Liệu ai sẽ là người chiến thắng thì mời các bạn đón xem. Mới vào thế giới thì đầu tiên luôn là phải chọn Pokemon khởi đầu của mình. Thì nghe bảo là thanh niên Kuro MC chọn em Charmander rồi, thế nên mình sẽ chọn một em nào đó hệ nước đi để có thể khắc tinh được cái em Charmander của thanh niên Kuro MC gái. Thì mình đã có hai phương án chọn đầu tiên. Một là cái em Squirtle, bởi vì em này là một trong những em Pokemon khởi đầu của thế hệ đầu tiên á. Thì thế hệ đầu tiên thì thường nó sẽ có dạng thiên hóa Mega rất là xịn sò con bò luôn. Còn mình đang tính sẽ chọn em Squirtle, nhưng mà em này thì mình cũng kiểu sử dụng khá là nhiều rồi, nên mình muốn chọn một em nào khác mà mình ít sử dụng á, như là cái em Oshawott gì nè mình cũng chưa sử dụng nhiều. Em này kiểu mạnh về sát thương vật lý nên cũng khá là ổn đó. Thì để mình suy nghĩ một hồi thì chắc là mình sẽ chọn em Oshawott đi, bởi vì em này mình chưa chơi, không biết là mình chơi bây giờ chưa, nhưng mà chắc là mình cũng chưa chơi bao giờ đâu. Để mình test sức mạnh của thanh niên này luôn nha. Đó, bây giờ thì bắt đầu vào cuộc chơi thôi nào. Công việc đầu tiên mình làm là đi loot mấy cái ổ trứng Pokestop. Trò chơi hơi bị bánh cuốn luôn đó nha. Mình còn loot được một quả trứng 25 km mà mình còn không biết luôn á chứ. Thật là bái phục bản thân quá đi mà. May sao mà tụi mình có xuất hiện gần cái làng. Vậy là vấn đề chỗ ở và thức ăn đã được giải quyết. Làng hả? Làng hả? Đi. Qua đi. Có gì ăn không ơi? Không. Có cái gì đâu ơi. Qua đó có nhà mà, làng có đồ ăn mà. Ui, có ăn được cái này nè. Ở xương em nè. Có nhà thờ riêng. Ở xương em nè, Kuro. Đâu, em đã chết bạn nào đâu mà cái xương của em. Chôm thôi. Ui, có kim cương. Cảm ơn ông nha, tôi có kim cương rồi nha. Tôi cũng có. Lưu điểm rồi. Và như một thói quen như có được từ khi mới được sinh ra. Ông đi ra nhà ra. Ông đi ra nhà. Đi ra. Ôi, nhanh thế. Có được ít tiền thì mình cũng mua được một ít bone để có thể bắt được những Pokemon mới. Ok, tôi mua được 14 quả. Mà đâu phải mua chỉ để mỗi mình xài đâu. Mình còn chia sẻ cho Kuro và chị Yuki, một người chơi phần đầu game, nhưng mà sau này vì một vài vấn đề nên không thể tham gia được nữa. Công nhận mình quả là một người tốt bụng tốt tính. Đáng khen. Mà Kuro với mình kiểu như lửa với nước vậy. Hai đứa thách đấu nhau liên tục. Con này ngu lắm. Ai con tôi nè. Dễ thương không? Em Oshawott của mình chưa học được chiêu nào hạ nước hết, nên đành phải dùng Tackle để tấn công chú khủng long lửa của Kuro. Khủng long lửa của Kuro có chiêu hạ lửa, nhưng mà tiếc quá, em Oshawott của mình khắc hệ, nên khủng long lửa của Kuro cũng chả làm được gì mình nhiều. Thế là mình dùng Tackle đánh Kuro cho đến cuối luôn. Đây, lấy cái lỗ tai ông nè. Đó, này Kuro của chúng tôi. Về tập luyện thêm đi Kuro gà. Mình có tìm thấy một ngôi nhà mà bên trong có giáp sắt rồi cúp sắt các thứ. Đây chính là thông điệp từ vũ trụ kêu là giờ mình phải đi mai rồi. Mục đích đi mai lần này là để kiếm quặng aluminum về làm máy móc. Nhưng chả hiểu sao mà kim cương nó ra quá trời quá đất, lúc không cần mà nó ra quá trời luôn à. Kim cương chữa bệnh đã. Một cục, hai cục, các bạn cứ cục, nhờ tin đi mai đi, còn năm cục. Bắt được con này chị còn cái nịt với em luôn á. Ôi, tôi kiếm được một con 29 rồi nè Kuro ơi. Đi mai xong thì mình lên trên lại. Ở trong làng thì có một cái nhà màu hường, trông cũng mộng mơ lắm. Nhưng mà không sao, mình cắn răng chịu đựng, sống tạm trong cái căn nhà màu hường này nó cũng được đó. Kiếm được kha khá aluminum rồi thì mình tiến hành đi đập nó ra để tạo ra mấy tấm play. Mà cái công việc đập này thì nó quá chi là quải đạn, lâu kinh khủng khiếp. Và từ đó thì mình chế tạo ra được một cái máy hồi máu và tạo ra một cái máy hồi máu cầm tay để xài cho nó tiện. Vì là một người có tấm lòng nhân hậu, đầy khả ái và ngây ngất lòng người, nên mình có tạo cho Kuro một cái máy hồi máu như mình luôn. Rồi đây. Cái gì vậy? Đủ 4 cái chưa? Okay, đưa tôi 4 cái đây. Đưa tôi 4 cái đây. Rồi tôi 4 cái tôi đưa ông cái máy hồi máu. Trời muốn. Ui, Latias kìa. Latias kìa. Từ từ đưa ông cái máy hồi máu nha, ông Sarah xem Latias đó. Cái máy hồi máu đó. Đặt lấy được không? Không, cái đó bấm ông cầm trên tay bấm là nó hồi máu à. Còn cỡ cái thằng này. Trời ơi. Cái búa này nè, Latios nè. Latios. Ú, Latios kìa, Latios.
Nhưng mà mình chưa đủ mạnh. Gì cha? Ông đủ mạnh chưa? Tôi đâu, nó đâu? Làm gì có? Mất tiêu rồi. Mất rồi, đi bay đi đâu rồi? Ở tiếng nó kìa, nghe tiếng không? Ở trên này, này trên đâu đây? Nhưng mà mình không có con bay, mình không theo nó được đâu. Bỏ đi không? Sau đó thì mình cùng với thanh niên Monster Đần. Thanh niên này vừa mới vô server để chơi tí xíu, nên mình có rủ thanh niên này đi vòng vòng để loot Pokestop, một bộ môn gây nghiện, dễ ăn, dễ trúng thưởng. Vì mình quá thích câu rồi, phải làm sao. Câu mình quá thích câu rồi, phải làm sao. Đi loot Pokechat đi. Đúng, đi loot cái gì quên tên rồi. Pokestop đi mon. Tiến hoa. Đây này, mon. Pokestop này, Pokestop này. Ok. Vì mình quá thích. Ôi, chấn 10 km. Ngon. Tính con men ma này, tính con men ma nè. Đã nó đi không? Tôi tin không? Đập men ma này coi. Đập đi, tôi sẽ phụ ông. Phụ cái gì? Tôi sẽ phụ ông. Đó, tôi đã đó. Đang rồi đó đó. Đang mày. Cái đồ tồi. Trời ơi, cái đồ tồi. Cái đồ điểm thúi. Ok ạ. Đi một tí thì mình có gặp được Pokemon ế thần hay cắn nó luôn không vậy? Thế là còn ngần ngại gì nữa mà không bắt nó luôn. Tụi mày không hiểu sao, bắt một hồi thì xung quanh mình toàn là hư vô, là mình mất hồn, tưởng bị lắc là out game, là mất tiêu công sức nãy giờ. Mà may sao nó không bị gì hết á. Và thế là mình cố gắng một hồi thì mình cũng đã bắt được Hakamo-o bằng một quả Pokeball. Vô đi. Mơ. Vô đi. Ui, được luôn. Trời ơi. Pokeball, quả Pokeball cuối cùng. Mang Kuro tới đây. Đi vòng vòng thì mình có mở ra được một vài cái trứng 2 km và ra thêm được một vài em Pokemon mới xịn sò, như là em Bulbasaur nè, em Chimchar, có cả Pikachu nữa chứ. Nhưng mà mấy Pokemon này thì cũng không có xịn lắm, nên chắc tương lai thì mình không có dùng nhiều đâu, chắc chủ yếu là để sưu tầm thôi. Và đi loot Pokestop bây giờ cũng được nhiều Pokemon mới, với lại cũng cài lên được khá level rồi, vậy nên là mình có rủ Kuro solo lại. Mà ai ngờ mình đi dạo chơi mất cái tí xíu à, mà thanh niên Kuro đã cài rồng lửa tiến hóa thành dạng cuối cùng luôn rồi. Trời ơi, quái đản với thanh cài Kuro thì có chứ. Và với con rồng Hakamo-o của mình thì cũng không thể địch lại được con Charizard của Kuro. Thì mấy con Pokemon khác của mình thì chịu luôn rồi. Thôi, keo này thì mình đành chịu thua Kuro vậy, đợi khi khác mình quay lại trả thù sau. Thì trong lần đi loot Pokestop trước thì mình cũng sẵn loot thêm mấy cái trái African để chuẩn bị làm thêm mấy quả Ball để tăng tỷ lệ bắt Pokemon của mình. Nhưng mà trước khi làm Ball thì mình có qua bên địa ngục để lấy bột đá phát sáng và về nhà chế tạo ra cái PC. Và từ cả PC thì mình chuyển sang thành cái laptop để có thể sử dụng cầm tay cho nó thuận tiện. Và cuối cùng, sau mấy ngày cày cấp thì giờ Pokemon khởi đầu của mình mới chịu tiến hóa lên thành dạng thứ hai. Trời ơi, lâu quá đạn luôn á. Cuối cùng của Asawad của tôi cũng tiến hóa rồi. Trời ơi, tưởng con này suy dinh dưỡng hay gì, giờ không phát triển. Giờ mới tiến hóa lên cấp 2. Tưởng là cũng đã thu hẹp được trên là sức mạnh với Kuro rồi, mà ai ngờ thanh niên nó còn khoe mở ra được Pokemon huyền thoại Entei. Trời đất ơi, như là một vết dao cứa vào tim vậy. Đau thật sự. Ui, sao bắt được huyền thoại vậy? Cái này huyền thoại nè. Ủa, huyền thoại đó. À, ông mở trứng ra con này đúng huyền không thoại. Huyền thoại đó, con này huyền thoại đó. Mở trứng ra. Bây giờ mình còn phải tức tốc cải thiện ngay sức mạnh để tránh cho thanh niên Kuro out trên mình. Mình có mở trứng ra được một con thằng lằn bay cổ đại, nên giờ mình có thể bay đi vòng vòng kiếm thêm trứng, cũng như là đi chạy cho trứng nó nở nhanh hơn rồi. Giờ thì mình chỉ có hy vọng là kiếm được trứng cao rồi mở ra được huyền thoại thì mới có thể thu hẹp được khoảng cách thôi. Bay một hồi thì quả trứng 25 km của mình cũng đã nở rồi, và mình cứ tưởng là nó sẽ có một khoảnh khắc bùng nổ khiến trời đất đảo lộn, nhưng mà đời nó không như là mơ các bạn à. Nó ra cho mình cái con thân khủng long mặt cá quái đản quá trời, là mình kỳ vọng muốn chết. Ui, đi tới vùng sa mạc thì mình có thấy một cái chỗ để triệu hồi đấng sáng tạo nè. Sau này mà kiếm đủ tấm play á thì mình sẽ quay lại đây. Đang đi trộm cái kim tự tháp thì đâu ra con Rodon nó bỗng nhiên xuất hiện. Rodon kìa. Ôi, Rodon.
Ở chỗ ông à. Gordon, Gordon, Gordon. Chỗ tôi. Không về. Đâu ta? Chúng ta đây thôi. Phải chứ ông không? Gordon ơi. Chỗ tôi cũng đang ở. Chỗ tôi không biết nữa. Chỗ tôi cũng đang ở sau này nữa nha. Vậy hả? Đợi đây mấy ngày mấy đêm không nổi. Đây nè. Ok. No. Trời ơi, tôi đợi nó không ra. Nhưng mà với sức mạnh quá là khác biệt, nên mình cũng chả thể cấu máu Rodon để bắt cho nó dễ. Giờ cách duy nhất mình có thể làm được là quăng quả cầu và ngồi cầu nguyện, hy vọng là nó vô thôi. Làm ơn, làm phước, vô đi mà. Vô đi. À, tưởng dính chứ. Ảo thiệt chứ. Nhưng mà may mắn nó không có mỉm cười với mình. Những quả cầu cuối cùng của mình cứ như thế mà vơi dần, biến mất thôi. Ê... vô nha con trai, cuối cùng mà vô. Cuối cùng đó, cuối cùng đó nha. Không vô đâu. Ném trượt. Hi. Ủm bì lê, không vô. Ây trời ơi. Đó là của tôi rồi. Đó là của tôi. Đó sẽ là của tôi. Và quy luật kẻ mạnh là người chiến thắng. Thì Kuro với sức mạnh khủng khiếp của anh ta đã thuần phục được vị thần sa mạc Rodon điện thoại. Giờ thì mình mà đánh với Kuro chả khác nào như trứng chọi với đá hết cả. Chán ghê chứ. Đừng vậy chứ. Đây, Gordon đây, Gordon đây, Gordon đây. Gordon đây. À dạ. Mà như thế cũng không thể làm mình nản lòng được đâu. Ngược lại, nó là động lực để mình cố gắng cải thiện sức mạnh. Và bỗng nhiên thì mình có thấy được một cánh cổng đến với thế giới Ultrabit. Thì đây chính là cơ hội cho mình để rút ngắn lại sức mạnh với Kuro. Mình cần phải đi tìm mấy cái rương trong thế giới này và hy vọng là sẽ có được quả Master Ball, thứ mà làm cho mình có thể lật kèo được một cách ngọn mục. Mà mới lút được một cái rương à, xong nó lag game và không hiểu sao mình quay về thế giới thường luôn, nó mới cay á chứ. Quái đạn thiệt luôn á ba. Và giờ mình có đi vòng vòng để tìm lại cánh cổng qua bên Ultrabit, cũng như là đi vòng vòng để lút Pokestop. Và có một điều bất ngờ xảy ra với mình. Ôi. Cho tôi. Không thấy chưa? Thấy rồi. Dạ, yeah, nó quýnh đi. Yes, tôi không có bon. Tôi không có bon, tôi không quýnh nó đâu. Có Kenneth. Trời ơi. Chém mình phát đi luôn. Trời gà. Ơi. Ông là con gà. Trời ơi, nó bổ mỗi lần nó thích. Ông là con gà. Mỗi con nó cho mình chém. Con gà. Và tất nhiên là bắt trong lúc chiến đấu gần như là cơ hội bằng không với mình rồi. Thế nên là mình chơi hơi hèn một tí. Mình cứ đứng ở ngoài mà spam mấy quả bon thôi. Mà mình cũng định dừng lại rồi chứ, bởi vì cái tỷ lệ nó quá là thấp. Và cứ tiếp tục như vậy thì quá là tốn bon rồi. Và ai ngờ điều thần kỳ đã xảy ra các bạn à. Thôi bỏ thôi, quăng hay tốn bon. Ôi. Ủa, Legend á? Dính luôn kìa. Dính luôn hả? Dính rồi bạn ơi. Con gì đây? Dạ xì anh gì nữa. Dạ xì anh gì nữa. Ôi, sao mà tưởng không dính cơ, tưởng bỏ cuộc chứ. Thì đó, tôi quăng cái cuối cùng tôi bỏ cuộc, tôi quay mặt đi luôn, ai ngờ dính luôn, ngầu luôn. Ok anh, đã nói chảnh chó thì sao không? Rất là may mắn nữa là con Yasian của mình có sẵn thanh kiếm và còn có luôn cả kỹ năng độc quyền Behemoth Play, một kỹ năng rất là mạnh của Yasian. Mình bay về nhà và định thách đấu với thanh niên Kuro thì quả trứng 25 km của mình lại nở ra. Và ngày hôm nay là một ngày siêu may mắn của mình, không những bắt được huyền thoại mà mình còn mở ra được cả huyền thoại nữa chứ. Mình mở ra được một Pokemon hủy diệt Eternatus. Đúng là một ngày quá là đổi may mắn với mình luôn á. Đâu con tướng của ông đâu? Ai mới ra một con huyền thoại siêu mạnh. Đi đây, huyền thoại siêu mạnh. Nhưng mà mới cấp 15 thôi. Thời điểm đã chín mùi, đây là lúc mình lật thuyền, thay đổi tình thế. Mình sẽ đánh bại được Kuro, Yasian của mình với level vượt trội, cùng kỹ năng bá đạo, xém tí nữa là one shot được Charizard. Nhưng mà vì bị khắc hệ, cũng bị cấu đi một lượng máu khá là nhiều. Tới lượt Rodon thì mình thử chiêu hệ bóng tối, nhưng mà không có tác dụng lắm với Rodon. Vậy nên cái giá phải trả khá là đắt. Ok. Ây da. Và chỉ với 5% máu còn lại thì với đội hình quá là chênh lệch thì Rodon gần như là hủy diệt.
Ây da, có mỗi con đó thôi. Người ta ây da nó xịt tới đấy chứ. Ây da. Lì. Chịu rồi, tôi có mỗi con kia. Có mỗi con hiện thoại còn đánh one shot sao mà chơi nữa. Không sao hết, thua kèo này thì ta bày kèo khác. Mình có gặp được một ông học lại chiêu, vậy nên là mình ngồi mày mò một tí để học lại chiêu cho các Pokemon của mình. Và sau 7749 ngày đi tìm cánh cổng đến thế giới Ochobit thì cuối cùng ông trời cũng đã đáp lại lời nguyện cầu của mình rồi. Để thuận tiện cho việc chứa đồ sau khi loot mấy cái rương thì mình có chế tạo mấy cái rương Sugar. Sẵn bên thế giới Ochobit thì mình có đi loot mấy cái bit chest để sang mấy cái tấm Blade để có thể triệu hồi đấng sáng tạo Arceus. Hy vọng là kiếm đủ để có thể triệu hồi đấng sáng tạo trong tương lai gần. Và sau 7749 ngày tìm kiếm trong vô vọng thì thằng may mắn lại một lần nữa nhắc tên mình. Còn Master Ball chứ? Nè, có Master Ball trên này. U thiệt nè, Master Ball nè. Ok. Tìm ở trên cái city. Ôi giời ơi, tôi có bản này, tôi cũng được bản này. Mà kiểu may mắn thì nó may mắn đi một giây hay sao á. Vừa có Master Ball xong thì xuất hiện Pokemon khiêng giá Magenta, chị của Zacian. Nhưng mà mình có vui hơi quá, dùng một chiêu Sacred Sword làm chị giá Magenta thăng thiên luôn. Ôi giời, trời, chém phát đi luôn. Nhưng mà may mắn chưa dừng lại ở đây, mình có tìm thấy một cây Master Chest. Và điều đặc biệt là bên trong mình mở ra được một cái Exception, một thứ giúp mình có thể cày level cho Pokemon rất là nhanh đó nha. Có được Master Ball và Exception rồi thì mình đi quay về Overworld để đi cày cấp cho các Pokemon. Gần ngôi làng của mình đang ở thì có một cái hộ quán hệ nước, mà cái hộ quán này level thấp nên mình dùng thần kiếm Zacian xử lý rất là nhanh gọn. Mạnh á. Chưa gì quýnh được hộ quán rồi nè, nhanh vậy. Có được huy hiệu hộ quán thì mình phải có đồ để giữ huy hiệu đúng không? Vậy nên là mình chế tạo một cái đồ đựng huy hiệu màu xanh trùng với màu skin của mình. Bữa giờ thì mình chế tạo Ball bằng phương pháp tủ không, đập muốn gãy cái tay luôn á. Vậy nên là giờ mình phải tiến hành tự động hóa công việc đó cho nó khỏe người. Mình cần phải kiếm được Slam Ball từ mấy con Pokemon bùn ở vùng đầm lầy. Kiếm đủ Slam Ball rồi thì mình quay về. Mà đang trên đường về thì thằng may mắn lại một lần nữa đụng độ với mình. Ui, ra qua da kìa. Ây da, ra qua da, đâu, đi. Ui da, ra qua da nè. Ủa, đây. Ui, ngon. Ủa, tự nhiên xuất hiện ra qua da. Ui. Đánh cho gần hết máu thì mình có quăng quá chờ Ball với hy vọng là nó sẽ vào. Nhưng mà con này nó quá là khó chịu, quăng hoài mà nó chả vô, cày quá. Thế nên là mình dùng luôn hẳn Master Ball để bắt rồng thần ra qua da luôn cho nó máu. Có rồng thần vào đội hình của mình thì bây giờ chính thức có thể lật được kèo rồi đó. Mà vui thì cũng không quên nhiệm vụ làm cho xong mấy cái máy dập tự động. Có cái máy này á thì công việc chế tạo bóng mắt Pokemon sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Xong nhiệm vụ rồi thì mình liền solo với thanh niên Kuro để xem ai sẽ là người mạnh hơn, cũng như là test sức mạnh của rồng thần Rayquaza. Vì là hệ rồng nên chiêu Dragon Ball của Rayquaza có tác dụng rất là nhiều so với Charizard. Nhưng mà chưa kịp đánh thì bị Charizard dùng chiêu Air Slash làm chón. Nhưng mà không sao, với sức mạnh của Pokemon huyền thoại thì Rayquaza của mình vẫn có thể kết liễu được Charizard, nhưng mà cũng bị trọng thương rất là nặng. Công nhận là con Charizard của Kuro chiến quá trời đó. Groudon luôn à, chiến quá nha. Và rồi cũng đến đối thủ nặng ký nhất, đó chính là Groudon. Mà thanh niên Kuro không có biết Rayquaza của mình có hệ bay miễn nhịch với chiêu hệ đất, nên thanh niên đó tốn tận 2 tên mà chẳng làm được gì mình hết. Vậy là Rayquaza với một máu của mình cũng cấu được kha khá máu đó. Kuro gà, Kuro non, Kuro... À dạ. Giờ thì công việc của Zacian quá là dễ dàng, chỉ cần quét hết những Pokemon còn lại là được. Những gì khó nhất thì Rayquaza đã lo hết rồi đó. Là Zacian. Mời anh Kuro tới đây. Ảo thịt Scary Squad. À dạ. Ôi, chứ nước này yếu quá. Mời anh Kuro tới đây.
Uầy, tiếng hở luôn. Trời ơi, dùng hai con mà xử hết. Kuro còn ngon lắm, thôi, tập luyện đi. Ngon, quýnh lại đi. Tập luyện đi. Không phục. Tập luyện nó đi. Tôi không phục. Và với lực lượng cũng gọi là mạnh này, thì giờ mình cũng đã tự tin đi bắt Pokemon huyền thoại mà mình thích nhất rồi. Đó chính là Rodon. Và với một chiêu Behemoth Play thì cấu tận hơn 80% số máu của Rodon. Công nhận là Zacian phải gọi là bá đạo đó. Và với Rodon thì bóng hiệu quả nhất để bắt đó chính là Heavy Ball. Bởi vì em này có trọng lượng rất là lớn nên quăng một vài quả Heavy Ball là vô rồi. Yeah, Rodon của tôi. Đây rồi, bắt được Rodon rồi nè, trời. Đặc biệt một cái nữa là con Rodon này nó có chiêu độc quyền Precipice Play. Bữa giờ bắt huyền thoại toàn lại có chiêu độc quyền không à. Công nhận là hên quá trời luôn á. Và sau đó thì mình với Kuro có đi tập luyện đấu qua đấu lại để luyện cấp cho Pokemon. Mà công nhận cái cách luyện cấp này nó hiệu quả lắm á nha. Một lần mà toàn mấy ngàn kinh nghiệm không à. Tuy không được quang minh chính đại cho lắm nhưng mà nó giòn lắm á nha. Có được Rodon và Rayquaza rồi, vậy mình còn thiếu mỗi Kyurem nữa là đủ bộ ba thời tiết rồi đó. Vậy nên là mình xách ít lên đi chế tạo Dive Ball để tăng tỷ lệ bắt Pokemon dưới nước. Có được quả Dive Ball rồi thì hy vọng Kyurem sẽ về với đội của mình sớm nha. Và sau 7749 ngày chờ đợi treo máy thì cuối cùng huyền thoại biển cả Kyurem đã xuất hiện rồi. Mà lần xuất hiện này nó lạ lắm. Thanh niên kia quýnh một phát gần. Ui. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tí nữa tao ơi. Nhưng mà không sao, thất bại là mẹ của thành công. Kiên trì, chờ thêm lần nữa thì Kyurem đáp lại lời gọi của mình. Và lần này thì mình cẩn trọng hơn chút. Tính là bắt bằng Dive Ball rồi, nhưng mà Heavy Ball quẳng quá là hiệu quả. Không thể cản bước được Heavy Ball. Con không phải ông vậy? Ui, vô này. Trời ơi. Đây rồi. Ủa, Heavy Ball bắt được à? Đây rồi, mang Kuro tới đây. Quả Heavy Ball là bắt được rồi, mang Kuro tới đây. Giờ thì qua gạ kèo với Kuro, sẵn test sức mạnh của Kyurem luôn. Vì là hệ nước, nếu một chiêu muốn đi qua tờ, tiễn Charizard level 82 về trời cao dưới sự ngỡ ngàng của Kuro MC. Sang con Rodon thì Kyurem của mình chưa kịp làm gì thì đã bị một trong những Pokemon mạnh nhất game tiễn đi luôn. Quả thật, Rodon vẫn luôn là một thế lực gì đó rất gì mà này nọ. Với mục tiêu là sở hữu full một đội hình toàn là huyền thoại, nên mục tiêu tiếp theo của mình sau khi sở hữu được bộ ba thời tiết đó chính là bộ ba âm dương của vùng Kalos. Và đầu tiên là vị thần ánh sáng Reshiram với song hệ rồng và lửa và có thể thiêu cháy cả thế giới bằng ngọn lửa của Pokemon này. Mà hình như Heavy Ball nhưng mà chất lượng Master Ball hay sao á, cứ hễ dùng tới Heavy Ball là vào. Ta nói nó ảo mà thì thôi rồi. Nhìn cái bộ lông trắng nõn nà như thế này thích ghê chứ. Mà lỡ dơ tí chà thì cũng hơi mệt đó nha. Tiếp theo đó chính là Pokemon anh hùng bóng tối Zekrom với song hệ rồng và sét. Mình có nhớ một câu nói trong phim rằng thần thoại nói rằng nếu con người đánh mất chính nghĩa trong trái tim mình thì vương quốc của họ sẽ bị san bằng bởi tia sét của Zekrom. Nghe hơi bị đạo lý như người thầy nào đó của chúng ta ha. Nhưng mà với một con người chính chắn, anh hùng nghĩa hiệp như mình thì Zekrom cũng phải bị khuất phục trước chân mình thôi. Đọc cái địa chỉ đó qua tôi lấy luôn. Ôi được rồi nè, trời ơi easy. Nhìn ngỡ hình về mặt của thanh niên này thì toát ra một vẻ cun ngầu. Nhìn chất chơi người dơ ghê chứ. Và Pokemon cuối cùng trong bộ ba âm dương đó chính là Kyurem. Một Pokemon mang song hệ rồng và băng, tượng trưng cho sự vô hạn. Và Pokemon này chỉ xuất hiện ở vùng Aspire vào lúc hoàng hôn thôi. Một tỷ lệ xuất hiện cực kỳ là thấp. Vậy nên là mình mất rất là nhiều thời gian ở đây để đợi nó xuất hiện. Mà có công mài sắt thì có ngày nên kim. Tuy mình không có mài sắt nào hết nhưng mà con rồng Kyurem cũng đã chịu xuất hiện rồi. Lâu quải đạn luôn ấy mấy ba. Ấn tượng đầu tiên khi mình vừa gặp nó đó chính là một ngoại hình xấu vải trưởng. Rồng gì mà cánh nhỏ xíu, trông đần dễ sợ. Không biết tác giả có thù hằn gì với nó không. Sau khi đánh còn 3% máu thì mình tiến hành spam mấy quả bone thôi. Mà đánh tới nỗi trời đất rung chuyển chấn động, khiến mọi thứ xung quanh vô hình hết, thì cuối cùng nó cũng đã chịu khuất phục trước sự ngon cố của Tinnitus Gaming rồi. Ơ, được rồi nè. Trời ơi. Và đây chính là lý do tại sao mình lại bắt bộ ba âm dương. Đó chính là nhờ vào khả năng đặc biệt của Kyurem có thể kết hợp với Reshiram và Zekrom. Khi kết hợp với Zekrom thì nó sẽ trở thành Black Kyurem với sức mạnh thiên về sát thương vật lý. Còn khi kết hợp với Reshiram thì sẽ trở thành White Kyurem với sức mạnh thiên về sát thương phép. Với một sức mạnh hoàn toàn kinh khủng khiếp như thế này thì còn ngần ngại gì nữa mà không đi ăn hiếp Kuro nào.
Vô. Thanh niên Kuro có khoe là mới bắt được rồng thần Rayquaza, nhưng mà hàng pha ghe gặp phải hàng riêu là phải tắt điện ngay. Rayquaza của ông sao bằng Rayquaza tôi được, quánh sót. Mà lỡ đang trong đà vui quá nên mình dùng một mình Rayquaza cân hết cả đồ hình của thanh niên Kuro lúc nào không hay luôn. Tất cả Miu rồi, Miu chúng tôi, Miu. Trời ơi, Miu ơi là Miu, Miu ơi là Miu. À dạ, tôi tự đánh mình rồi. Tôi bị rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi, không sao, nhưng mà tôi vẫn có thể quất thắng ông. Giờ thì đánh lão với thanh niên Kuro để test sức mạnh của bộ ba âm dương nè. Đầu tiên là Wakirem với sức mạnh thiên về sát thương phép, dùng kỹ năng hơi thở rồng. Nhưng mà sát thương gây ra cho Charizard không có nhiều lắm. Và cái giá phải trả đó chính là bị xử ngay sau hai chiêu. Tiếp đó là tới lượt giết Grom đối đầu với Groudon. Nhưng mà kiểu này nó hơi lệch hạng cân nha. Với sức mạnh lấy thịt đèn người cũng như là khắc hệ thì Groudon cho giết Grom của mình ăn hành ngập mặt. Khi đã sở hữu một đội hình toàn sao sổ thì giờ mục tiêu tiếp theo của mình không phải là bắt thêm Pokemon hiện thời, mà giờ mình còn phải đi luyện cấp cũng như là học lại kỹ năng cho Pokemon của mình. Vậy nên là mình có treo máy rất là lâu và đi vòng vòng để tìm cái ông học lại kỹ năng Murilener. Và sau 7749 ngày thì mình cũng đã tìm được cái ông học lại kỹ năng rồi. Và bất ngờ một cái là ông này có dạy cho mình kỹ năng rồng thân thiên cho Rayquaza, một kỹ năng rất là đặc biệt. Nó sẽ giúp cho Rayquaza của mình có thể tiến hóa Mega. Và Mega Rayquaza được coi như là một thế lực trong cái đội hình toàn sao sổ của mình. Gì đấy? Nhìn thấy chưa? Trời ơi, chiến thần, chiến thần. Thanh niên Kuro vừa mới bắt được Mewtwo, nhưng mà chỉ là cái tên với Mega Rayquaza chiến thần thôi. Đúng hả? Đẹp chưa, đẹp chưa? Sức không mạnh của là... tôi, sức mạnh của tôi đó. Sức mạnh này. Mang Kuro tới đây. Đeo oxy à? Trời ơi, đeo oxy tuổi tôm nha, tuổi tôm nha. Rodon à, Rodon à. Được con Mewtwo tao hết máu rồi. Rodon đâu? Mang Rodon tới đây, tuổi tôm Rodon luôn. Dragon Action thử nè, trời ơi đi luôn. Easy easy. Mang Rodon tới đây. Để kết thúc một ngày thành công trọn vẹn thì mình mở trứng 25km ra được có phu. Trời ơi, tưởng con gì trời. Và con này thì có hai dạng tiến hóa. Thứ nhất là dạng nhất kích mang hệ bóng tối và hệ giác đấu. Và thứ hai là Urshifu liên kích mang hệ nước và hệ giác đấu. Và Pokemon của mình thì tiến hóa thành dạng liên kích. Cảm ơn sư phụ. Lại một phát. Và bây giờ thì... Ủa? À từ đâu, phải hình như phải bỏ cái này ra. Đi rồi, có phu để tiến hóa. Ai da, ai da, ngầu ngầu ăn tiền liền. Cấp phu thành Urshifu. Sau đó thì mình dành ra rất là nhiều thời gian để đi kiếm đủ 17 tấm play. Và mục tiêu cuối cùng của bọn mình trong các series Pokemon này là triệu hồi được vị thần sáng tạo Arceus. Đặt vô, đặt vô cái này nè. Đó, đặt vô, chụp phải vô, lấy hồn. Đó, thấy chưa? Ui, đẹp chưa? Đó, ông đặt... ông thấy mỗi lần ông đặt là nó có hiện ra cái đấm, cái chấm xung quanh này, nhìn này, nhìn này. Thấy không? Ui, đó, thấy không? Mấy cái chấm không? Ông đặt đủ 17 cái chấm là nó sẽ bắt đầu. Đó, thấy không? Đẹp chưa, đẹp chưa? Cái này của ông á. Không, nó chưa ra Arceus đâu. Nó sẽ ra một cái kèn để mình triệu hồi Arceus thôi. Đó, lấy đi, lấy cái đó đi. Để tôi lấy cái này vô phòng luôn nha. Xin nha. Bỏ đi. Nhìn nè, nhìn nó đẹp lắm. Đẹp lắm. Tôi sẽ lấy cái phòng. Ông lấy đâu được đâu. Tôi đặt là ông không lấy được. Ủa vậy hả? Người nào đặt là người đó lấy được thôi. Dụ tôi à? Ông tưởng tôi tin ông á. Ông đứng làm cái gì vậy? Vũ, tưởng thế nào chứ. Ui. Tưởng thế nào chứ. Đi thôi,
Và sau khi có được cái kèn để triệu hồi đấng sáng tạo rồi, thì mình đi tới khải Time Space anh ta để bắt đầu nghi lễ triệu hồi thôi. Ayut Flut lên. Rồi, chuột phải vô là được. Và đấng sáng tạo leo vào 80, nhưng mà đội hình mình mạnh quá, sợ đánh lỡ tay là toi luôn công sức bữa giờ. May sao mà mình có một vài Pokemon cũng chưa có mạnh lắm, nếu mình có thể cọ mẫu Arceus xuống thấp. Và sau một vài quả Ultra Ball thì Pokemon tối cao đấng sáng tạo Arceus cũng đã thuộc về mình rồi. Quả chờ đậu. Có khi nào. Ui được luôn nè. Quả đạn. Mày gắt. Ui tôi 10 máu. Bị thua một luôn nè. Ui ngon. Đây. Ui nhìn hơi bị xịn luôn. Hơi bị xịn giờ. Xem chỉ số của nó rồi. Ui chiêu nó không mạnh. Chiêu nó cũng bình thường ông ơi. Bây giờ tôi đang có 20 cái 20 mấy cái viên kẹo để tôi cho Odin vô Arceus luôn. Lên đi Arceus ơi, lên đi. Đóng bằng thế Paris song request. Ô. Lên đi. Lên đi. Đi Arceus ơi. Ok hiểu rồi, thật ra là con này là hiểu rồi đó. Ui, judgment phán xét. Ôi được. Vì thanh niên Kuro cũng đã bắt được Arceus, nên mình liền cho Arceus của mình có cái tấm Fit Play. Cái này sẽ chuyển hệ của Arceus thành hệ giác đấu, và với cái kỹ năng chết mình của Arceus sẽ thay đổi hệ dựa vào hệ của Arceus. Vậy nên là kỹ năng của mình gây gấp đôi sát thương cho Arceus của Kuro lẫn đó. Không này. Không này. Này thì không của chúng tôi. Thôi nhìn lại vậy. Buồn quá. Thấy chưa. Vậy là từ đầu game thì mình giả bộ nhường Kuro, thải Kuro tí xíu thôi. Cuộc chơi là phải có lúc chậm, để rồi lật kèo thành công nó mới có cảm xúc chứ đúng không các bạn? Thì như vậy là mình với Kuro đã sinh tồn được 100 ngày trong Minecraft Pokemon rồi đó. Các bạn nào mà muốn tụi mình làm thêm 200 ngày thì đừng quên cho tụi mình xin một like và một đăng ký để ủng hộ tụi mình nha. Còn giờ thì... còn no lắm Kuro ơi. Đi về mà tập luyện thêm đi. Trời ơi. Tập thêm 9 tháng 10 ngày nữa, rồi quay lại. Chị Tá ơi, chữa trị cho em đi chị Tá ơi. Cảm ơn chị Tá nhiều. Còn Kuro thì tập luyện 8 tháng 10 ngày nữa đi.